So we continue part 5, read. In English 9 student book, right? Phần đọc hiểu nha các em. Vẫn là trong unit 3, I can't remember the title of the unit. A trip to the countryside. Good. A trip to the countryside. Một chuyến thăm về làng quê. Dù sao học thì các em cũng so remember the title of the unit. Anh nhớ cái tiêu đề của cái đề của cái bài này ha. Mà không hiểu sao cô không nhớ. Ok. Cô sẽ đọc cái đoạn văn này cho các em. Văn: A student from Ho Chi Minh City is an exchange student in the USA. He is now living with the Parker family on the farm 100 kilometers outside Columbus, Ohio. He will stay there till the beginning of October. Rồi cô nói sơ qua cái đoạn này. Văn là một sinh viên từ thành phố Hồ Chí Minh đến, là học sinh, là sinh viên trao đổi, tức là dạng sinh viên trao đổi giao lưu giữa hai cái trường các em ha, ở Mỹ. Cậu ấy hiện giờ đang sống với gia đình Parker. Các em xem là gia đình Parker là the family, the Parker family ha. Gia đình, tên của ta là, họ người ta là Parker. Và nói gia đình Parker thì mình sẽ the Parker family. On a farm, trên một cái nông trại 100 kilometers, trên một cái nông trại 100 km, outside Columbus, nằm bên ngoài Columbus, Ohio. Ohio là một cái bang ha. He will stay at, cậu ấy sẽ ở lại đó cho tới đầu tháng 10, the beginning of October, đầu tháng 10, ok. Mr. Parker grows maize on his farm. Ông Parker thì trồng đại loại maize là giống như ngũ cốc, các loại cây hoa màu đó em ha, ngũ cốc đại loại như vậy. Ông Parker trồng maize này là một loại ngô ha, là ngô, mình gọi là ngô bắp ạ. Trồng ngô ở nông trại của ông, trong khi Miss Parker, bà Parker, work part-time at a grocery store in a nearby town. Là việc bán thời gian ở một cửa hàng tạp hóa, tạp phẩm ở một thị trấn gần đó. They have two children. Peter is the same age as Van, and Sam is still in primary school. Họ có hai đứa con, Peter thì cùng tuổi với Van, và Sam thì vẫn đang học tiểu học. Right? Nào, tiếp theo nè. Since Van arrived, khi mà Van tới, he has been learning a lot about life on a farm. Cậu ấy học được rất nhiều điều về cuộc sống trên nông trại. In the afternoon, as soon as he completes his homework, he feeds the chickens and collects their eggs. Vào buổi trưa, in the afternoon, ngay khi, as soon as là ngay khi, he completes, cậu ấy hoàn thành bài tập về nhà, thì he feeds là cho ăn ha. Cậu ấy cho những con gà ăn và collects their eggs, lượm thu hoạch, thu nhập trứng của chúng. On weekends, vào những ngày cuối tuần, if Mr. Parker is busy, nếu như mà ông Parker quá bận, the three boys, ba cậu bé, help him on the farm, sẽ giúp ông ấy làm việc ở trên nông trại. On Saturday afternoons, vào những ngày thứ bảy, Peter plays baseball. Peter chơi baseball là cái gì? Bóng chày, đúng rồi, sorry. Peter chơi bóng chày. The Parker family and Van eat hamburgers or hot dogs while they watch Peter play. Ông, gia đình Peter và Van sẽ ăn hamburger, tức là rồi hamburger, các em có biết món hamburger rồi, hot dog, trong khi họ xem Peter chơi. The Parkers are nice, đó. Thay vì người ta nói the Parker family, gia đình Parker, thì người ta sẽ nói thành là the Parkers, cũng là gia đình Parker các em ha, thêm chữ S này, bỏ chữ family đi, thêm chữ S. Rồi,
Nice, rất là tốt bụng, tử tế, nice, dễ thương gì làm như vậy. Đã làm như vậy ha. So, vì vậy, Văn feels like a member of their family. Văn cảm thấy giống như là một thành viên trong gia đình của họ. Ok, first, phần đầu tiên, A. Match the word in column A with the words or groups of words in column B, having the same meaning. Các sự kết hợp cột A với một cái nhóm từ ở cột B để nó có cùng nghĩa với nhau đó. Này thì cô sẽ dùng một cái pencil, một cái bút chì để vẽ nè. Đầu tiên, maize nghĩa là ngô thì nó bằng nghĩa với từ corn. Thật ra thì bằng này các em có thể tự dùng từ điển tra cũng được nha các bạn. Nhiều bạn yêu cầu cô soạn từ vựng không, cô không làm bài cho các em. Các em thấy khó hiểu thì các em xem, còn từ vựng các em tự làm được, cô sẽ không mất thời gian làm vào những cái việc đó. Cho nên các bạn có yêu cầu cô soạn từ vựng từ mới cho các em đi nữa, cô sẽ không làm nha. Đừng yêu cầu cô làm list cái từ vựng ra cho các em, cô không làm như vậy. Để trước giờ cô học, cô chỉ có dịch, không biết từ đó thì cô sẽ tra từ điển trực tiếp dịch. Nhưng ở trên bài này cô đã dịch cho các em rồi, thì các em cố gắng hiểu cái đoạn văn đó bằng ngôn ngữ của mình, bằng cái khả năng dịch của mình, và sẽ nhớ được cách dùng của từ đó. Còn cái việc các em list cái từ vựng đó ra để các em soạn bài thì đó là homework, do homework, công việc, bài tập về nhà của các em, và các em phải làm ha. Ok, feed là cho ăn, có nghĩa là give food to eat đó, đưa thức ăn, cho thức ăn. Grocery store, cửa hàng tạp hóa, tạp phẩm, lại là như vậy. Where people buy food and small things, nơi mà mọi người mua thức ăn hay là những cái món đồ lặt vặt. Part time, bán thời gian. Shorter or less than standard time. Shorter, ngắn hoặc là ít thời gian. Collect, lượm, thu hoạch, thu nhặt, thu thập gì gì đó. Tức là bring things together, mang mọi thứ lại cùng lại với nhau. Phần B. Complete the summary, use information from the worksheet. Các em hoàn thành cái đoạn tóm tắt sau, sử dụng những thông tin từ cái đoạn văn đọc hiểu bên trên mình đọc á. Rồi chúng ta sẽ xem cái đoạn summary này nó nói tóm tắt như thế nào này ha. A Vietnamese boy named Văn is living with the Parker family in the American state of. Cái cậu bé người Việt Nam tên là Văn á đang sống với gia đình ông Bắc, gia đình nhà Parker ở bang một cái bang của Mỹ có tên gọi là gì? Ohio, đúng không nhỉ? Rồi, Ohio. Mr. Parker is a ông Parker là một farmer, nông dân. Các em đọc hiểu đoạn văn nói rồi các em sẽ làm được, không cần quay lại nhìn đâu. And Miss Parker và bà Parker là một người bán hàng, làm việc bán thời gian ở cái cửa hàng tạp phẩm. Em sẽ viết hết cái đoạn đó thôi cho con. Work, làm việc part time, at grocery store. Number four. Miss Parker work part-time at a grocery store in a nearby town. Ở một cái cửa hàng tạp phẩm gần đó, gần ở thị trấn. They have two children. Họ có hai đứa con. Tên là gì và tên là gì nhỉ? Sam and Peter. Cô sẽ nói sau này, các em cô sẽ nói trái trước là Peter and Sam, anh trước.
Vâng, offender chores. Vâng, thường làm việc những công việc lặt vặt trong nhà. Sau khi tan trường, after school, sau khi tan trường. Sometimes, thỉnh thoảng, he also help on the farm. Thỉnh thoảng thì cậu ấy cũng giúp những cái công việc ở trên nông trại. No, sorry. On the weekend, also help on the weekend, giúp việc vào những ngày cuối tuần. Weekends, okay. The family relax on Saturday afternoons and watch Peter plays. Anh nằm rồi, sorry các em. The family relaxes on Saturday afternoons. Thường thư giãn vào những buổi chiều thứ bảy và gì? Eat hamburgers or dogs. Eat hamburger có viết tắt nha, các bạn tự viết. And hot dog. When trong khi chữ hamburger có viết tắt, các em viết đủ đầy đủ dựa vào sách viết nha. When Peter play, trong khi Peter thì đang chơi cái gì, trong khi Peter chơi cái gì, khi Peter chơi baseball, bóng chày. Vâng, likes the Packers and he enjoy being a members, trở thành một thành viên of their families. Okay, we end up here. Pass it right, we will do, sorry, we will do it in another video. Mình sẽ làm phần số 6 trong video, một video khác nha các em. Okay, goodbye. See you later.